Nhóm nhạc Blackpink, ca sĩ Charlie Puth, nhóm Westlife hay Maroon 5, đó đều là những nghệ sĩ quốc tế đã đến Việt Nam trong năm 2023 và họ đều đã có những đêm trình diễn thăng hoa trước khán giả Việt Nam. Khó có thể nghĩ rằng một ngày những nghệ sĩ quốc tế sẽ đứng trên sân khấu tại Việt Nam, nói tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ. Năm 2023 đánh dấu là năm Việt Nam đón nhiều nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn nhất. Tôi nghĩ rằng là tại sao rất là nhiều năm qua chúng ta muốn đi xem một nghệ sĩ quốc tế thì chúng ta phải đi những cái nước lân cận, nhất là gần nhất là Thái Lan hay Singapore, mà rất khó khăn cho khán giả Việt Nam để có thể tiếp cận được những cái điểm diễn của những ngôi sao quốc tế. Và may mắn làm sao thì bằng cái công nghệ, bằng những cái sự nỗ lực, và đến bây giờ chúng ta đã đáp ứng được rất là nhiều về yêu cầu. Và tôi nghĩ rằng là tất cả những cái lễ hội âm nhạc và các nghệ sĩ quốc tế thời gian vừa qua tại Việt Nam đó, thì đó là một cái niềm rất là vinh dự và tự hào, không chỉ cho ekip chúng tôi mà cho tất cả khán giả, nhất là khán giả Việt Nam. Họ có cơ hội được nghe và được thưởng thức những ngôi sao quốc tế ngay tại quê nhà của mình. Trong tháng 7 năm 2023, Việt Nam đón tới hai nghệ sĩ nổi tiếng là Charlie Puth và nhóm nhạc Blackpink. Các buổi biểu diễn không chỉ thu hút khán giả trong nước mà người hâm mộ quốc tế cũng đến với Việt Nam để có thể được gặp gỡ thần tượng của mình, đồng thời tận dụng thời gian này để du lịch tại đây. Tôi đã đến Hà Nội để du lịch. Sau khi xem đêm diễn xong, tôi sẽ ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh nữa. Chúng tôi đến đây vì concert của Blackpink, nhưng chúng tôi cũng tranh thủ đi tham quan và ngắm cảnh Hà Nội. Vừa rồi thì chúng tôi đã đến Hồ Gươm, thật sự rất đẹp. Sau hai đêm diễn của Blackpink, du lịch Hà Nội đã thu trên 600 tỷ đồng, chứng minh được sức hút của các buổi biểu diễn lên nền du lịch của Việt Nam. Các đêm biểu diễn của Charlie Puth tại Nha Trang hay của nhóm nhạc Westlife tại thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đông đảo người hâm mộ, cháy vé ngay sau khi mở bán. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả năng lượng tuyệt vời của các bạn ngay lúc này. Mọi thứ thật tuyệt vời. Các sân khấu với sự tham gia của các nghệ sĩ nước ngoài một lần nữa khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu quốc tế, và những hoạt động âm nhạc như thế này sẽ là điểm đến du lịch mới để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.